Sơn Vieira. Chưa bạn ơi, mới ra thì đội đá rồi. Đây là FC và nhỉ, FC 86 sân Vé Đài, nhưng mà đội đỏ đội bạn đã ép sân rồi. Bạn đã ép sân. Sân Vera trận đấu đang rất là hay anh em ạ. Hai đội có một cái chuyên môn tốt đấy. Đây là CR7 mới chuyển từ Juventus qua đấy. Đợt vừa rồi tôi quay đấy mới là CR7 anh em ạ. Đúng phong cách Juventus rồi. Số 7 Rondo đấy. Tối nay đá theo hình thức là viện binh cho FC 86. Trước tiên là đội hình chính của các anh em FC 86 thì đâu thay người luôn à? Anh vào chưa? Anh vào trước đây. Vào thay cánh. Hết đeo một em vào sao? Vào đi anh. Vào đi anh. Vậy là Ronaldo chúng ta đã vào sân rồi. Có lẽ là vận động nhiều nên cầu thủ này đang hơi căng cơ. Và chuyển về hơi làm khó thủ môn. Trận đấu đang còn rất dài thời gian. Bình luận nào? Live stream anh em xem. Sau những phút đầu tiên bị ép sân thì các cầu thủ của team áo trắng đã lấy lại thế trận. Đội áo đỏ là đội bạn thì cũng thi đấu rất tốt. Spa xử lý bóng rất khéo anh em ạ. Đây đều là hai đội bóng có chuyên môn có thể xếp hạng trung bình. Tỷ số là bao nhiêu rồi bạn? 1-0 à? Bên đỏ đang thắng à? Hay bên mình? Đúng rồi, bên mình. Bên mình thắng à? Bên đỏ mới thắng. Bên đỏ thắng. Đội đỏ đang dẫn trước 1-0.
Đây là đội bóng của Bầu Tú. Livestream vài phút cho anh em xem rồi. Xong rồi khởi động. Không thì nó cũng không phải là tỷ số an toàn. 1-0 thì có thể gỡ hòa bất kỳ lúc nào. Mà ở sân 7 thì nếu như một đội bóng dẫn trước thì cơ hội thắng của họ là rất cao. Rất nguy hiểm của tiền đạo đấy bạn. Lẽ vừa rồi là một tình huống đập cột, đập xà ngang. Và xử lý rất khéo của cầu thủ áo đỏ. Cú sút ngay. Rất đông. Chung là có cầu thủ thi đấu rất quyết tâm mình ạ. Đá do hiệu nhưng mà rất nhiệt. Chất lượng sự ý bóng của các cầu thủ tương đối tốt. Tình huống mà thủ môn rồi bạn đã xử lý an toàn rồi. Thế trận khá cân bằng. Cố lên anh em ơi. Cầm luôn. Quay nốt tình huống phạt góc này.
sút rất căng. Tuy nhiên là bóng đi hơi võng. Cố lên, cố lên. Vẫn phạt góc. Ép. Rồi đỗ đang ép rất